Xem nào, 1, 2, 3 tốt, 1 đại đội, báo cáo nhanh, chuẩn bị. Tiểu đoàn đâu? Nói to lên nghe không rõ. Nó đang dự bom trận địa chúng tôi. Báo cáo, 3 chiến sĩ sinh, 1 bị thương. Vâng, còn lại có xe sát vẫn chiến đấu được. Alo, alo, tiểu đoàn đâu? Alo, báo cáo, một đại đội địch đang tiến về phía bên phải trận địa chúng ta. Tất cả chuẩn bị chặn đứng chúng lại. Rõ. Alo, báo cáo tiểu đoàn, chúng ta cử bên phải chúng tôi. Alo. Anh cho em phối hợp đánh mới. Em kìa. Thank you.
Toàn đại đội rút trở lại chiến đấu. Báo cáo tiếp, địch chi viện phản kích mấy đợt đều bị ta đánh bật, ta chiếm thêm được mấy quang hào. Vâng, đã cho kiến thiết lại. Báo cáo, hiện giờ địch liều chết bám vào các hào cũ và các hầm cố thủ, cách chúng ta không đầy 100 thước. Vâng, cách chúng ta không đầy 100 thước và bắn trở lại quyết liệt. Báo cáo, đồng chí các đầu hào tiền tiêu hy sinh. Thế nào? Báo cáo, phải nhô lên mới quan sát được. Đáp lại công sự, vị trí cảnh giới tiền tiêu luôn luôn có người. Tôi ra ngay. Báo cáo, các quang hào đã chữa xong. Củng cố trận địa, kiểm điểm quân số, cấp tốc chuyển thương binh nặng ra phía sau nhẹ để lại. Tổ chức sẵn sàng chiến đấu. Đó. Alo, tôi nghe đây. Vâng, bằng mọi cách chúng tôi giải quyết xong hôm nay. Giá mà có pháo dìm đầu chung xuống quân ta ập lên thì tốt hơn. Sao? Pháo có thể rớt nhầm vào quân ta. Thế nào? Tôi lên tiểu đoàn ngay sau 5 phút. Rõ. Alo. Báo cáo. Nói đi. Không anh em nào chịu rời vị trí chiến đấu của mình. Kể cả đồng chí bị thương nặng nhất. Đồng chí quân. Có. Đây là mệnh lệnh, đồng chí chấp hành. Rõ. Mẹ báo tin để con được rõ. Anh hút thuốc, cứ đọc tiếp đi. Là nhà ta nhờ ơn đảng và chính phủ trong đợt cải cách ruộng đất vừa rồi được chia 5 sào ruộng và 1 chân trâu. Con cứ yên tâm đánh giặc và học tập cho bọn anh và em. Tình thế nào, đồng chí quân? Báo cáo anh, đầu tôi đau không đổi được. Anh đổi đi. Báo cáo, đồng chí vừa lạc đến đây và đã tham gia chiến đấu. Đồng chí tên gì? Báo cáo, Lục ạ, Nguyễn Văn Lục. Đơn vị nào? Báo cáo, Liên Nam. Liên Nam ở mặt bên kia cơ mà. Báo cáo, đêm qua trời tối quá, đào giao thông hào xong, em... Đồng chí quân. Có. Tạm xếp vào trung đội đồng chí. Tôi lên tiểu đoàn về ngay. Lệnh cho tất cả không để tên giặc nào thò đầu lên mặt đất. Rõ. Đồng chí Bình. Có.
đưa về tiểu đội. Đó. Này, Hồng bây giờ. Dạ rồi. Ôi gì. Trung ương Đảng và Bác được báo cáo về hai trận thắng đầu tiên của quân đội ta ở Điện Biên Phủ. Trung ương Đảng và Bác có lời khen các đồng chí. Chiến dịch này là chiến dịch lịch sử của quân đội ta. Ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng. Địch sẽ ra sức đối phó. Ta phải chiến đấu bền bỉ dẻo dai, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này. Đang ấy toàn cờ đấy, chúng tớ là phải thế. Thôi, phải lại đây với bạn tớ. Lính cũ chứ? Không ạ. Mới à? Thế là cái gì? Vừa rồi. À, khá đấy. Rồi. Hút đi. Hút đi. Thì cứ hút đi cho vui. Lệ đây là phải hút. Ui, ui các cậu ơi. Tay này có cái khăn diện gớm này. Cái tay cô nàng nào đấy? Này, về xuống mò đấy. Không. Không phải. Để ta tam gái. Đẹp không? Thế nào? Có em gái à? Để nó bảo ta bị chi. Mấy tuổi? 20. Thế cần hết chị tuổi cậu. Cô em gì cơ mà? À, tên là Thân, 18 tuổi. Này. Có đẹp như cậu không? Đối với tớ đẹp xấu coi như ngoại lệ. Xưa kia... Kìa, chúng nó thả dù. Mặc nó, giờ cũng về ta thôi. Này. Đây. Anh chính trị viên của em bảo là 16,000 quân thiện chiến của thằng Đờ Cát ở đây chỉ dựa vào cái sân bay này mà sống đấy. Xin lỗi cái em của cậu đi. Em đã hậu ý tổ đảng chưa? Xong cả rồi. Gây đấy, phải có quyết tâm cao mới được. Nhất định phải giải quyết xong hôm nay đồng chí ạ. Cậu triệu tập tất cả lại đây, trừ các tổ súng máy và vọng gác tiền tiêu. Rõ. Đấy, tình hình là thế đấy. Rằng co với nhau đã 2 ngày rồi mà ta chỉ chiếm thêm được mấy quãng hào ngắn. Hiện nay ta với địch đối mặt nhau rất gần, tất cả các cỡ súng đều hướng về phía trước. Ta quyết không cho chúng ngóc đầu lên, mà nó cũng liều chết ngăn ta lại. Các đồng chí, trong tình thế này, không lẽ ta lại nằm dí một chỗ? Không thể nằm ở đây được. Mặc dù vừa qua,
ta bị tổn thất, còn lại có bị thương. Nhưng trong ngày hôm nay, nhất quyết chúng ta phải xông lên bằng được. Các đồng chí, các đơn vị bạn của ta đã tiến sâu vào rồi. Chỉ còn có ta thôi, không thể nằm mãi ở đây được. Nhất định phải xông lên chứ, không thể tụt lại sao được. Cứ nằm mãi đây nhỉ. Để đỡ thương vong, pháo sẽ yểm hộ ta, dìm đầu chúng xuống. Đồng thời, để pháo rót chính xác, chúng ta cần phải có người bò lên cắm cờ chuẩn. Các đồng chí để tay xuống. Báo cáo anh, em giơ tay trước. Cho em đi. Xin giao cho em, nhất định em làm được. Những đồng chí tôi gọi tên ra đứng bên phải thôi. Đồng chí Hậu. Có. Chị Tá. Có. Đồng chí Bình. Có. Còn lại trở về vị trí. Anh còn em, cả cậu nữa. Các đồng chí theo tôi. Alo. 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 Tiểu đoàn đâu? Alo. Tiểu đoàn. Báo cáo, chiếc khăn này màu đỏ trông rõ hơn. Được chưa Nam? Có. Chuẩn bị 4 lá cờ. Có. Các đồng chí, đây là nhiệm vụ của Đảng. Các đồng chí phải tỏ ra xứng đáng là đảng viên, đoàn viên. Thật gọn. Những gì thừa để lại. Alo, thì đoàn đâu? Vâng, thực đây. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Vâng, bố đồng chí. Alo. Đợi tiểu đoàn liên lạc với địa pháo. Rõ.
ta đợi một lát. Quê cậu ở đâu? Quê em ở tận Hà Nam, vùng địch hậu. Bố mẹ làm gì? Bố mẹ em bị giết chết cả rồi. Giết chết à? Trong một trận càn năm ngoái. Hoàn cảnh của em là thế. Bố mẹ em bị chết thiêu trong đống lửa. Em gái em phải đi ở đợ để lấy tiền chôn cất. Nó luôn bị hành hạ tàn nhẫn. Có một lần nó bị đánh suýt chết chỉ vì lỡ tay làm bẩn chiếc khăn lụa của mụ địa chủ. Miếng vải dù đỏ sau trận đánh bật phản kích hôm nọ em được ban chỉ huy tặng thưởng. Em định mang về cho em gái. Alo. Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Sao? Chúng tôi liên lạc thẳng với trận địa pháo à? Vâng, có hỏa lực tiểu đoàn ủng hộ. Đó. Đồng chí Nam. Có. Lệnh cho các tổ súng máy bên trái bên phải phát hỏa. Cụ súng khác chuẩn bị. Để tôi, không, xin đồng chí giao cho tôi. Các anh. Các anh, nhường em lên trước. Em sẽ cắm được cờ. Anh. Anh. Em muốn nhìn tận mắt pháo ta dập lên đầu thù. Anh.
chứ Lục. Đồng chí phải cắm cho được lá cờ và trở về. Rõ. Tất cả ra vị trí xuất phát. Anh giữ hộ em quyển sổ, sợ lúc bò nó rách mất. Cẩn thận nhé. Trận địa pháo đâu? Alo, người của chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đề nghị các đồng chí theo dõi. Vâng, đã xuất phát. Đoàn đâu? Yêu cầu tiểu đoàn để mộ chúng tôi. Alo, alo. À, còn kia. Alo, alo, pháo binh. Alo, thật đây. Không trông thấy gì cả. Các đồng chí theo dõi, người chúng tôi đang bò lên. Chúng nó bắn dữ dội. Thấy rồi hả? Thấy rồi các đồng chí. Một chấm đỏ. Đúng, một chấm đỏ. Cả chúng tôi màu đỏ mà. Rõ lắm. Rõ lắm các đồng chí. Xem lại đi. Điều chỉnh nhanh lên. Chưa rõ à? Vâng, nhanh lên. Chúng tôi sẵn sàng đây. Sao pháo chưa lên tiếng nhỉ? Alo, alo, nói to lên. Sao? Alo, sao? Cờ mất rồi, không thấy gì nữa. Cờ mất rồi. Cờ mất rồi à? Xem lại xem. Mất thật à?
Tiểu đoàn, alo, đã có một đồng chí lên cấp lại. Vâng, yêu cầu tiểu đoàn thoát khỏi điểm hộ. Alo, báo cáo. Đạn, đạn rơi đúng chỗ đồng chí bò, không thấy gì nữa. Đề nghị tôi đi. Nghĩ em đi, em đã quen đường rồi. Đầu đồng chí này. Không, tôi đi. Được, lục đi. Thấy gì không? Không, không thấy gì cả. Đồng chí Bình. Có. Xuất phát. Rõ. Kìa, nhìn xem. Có phải không? Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đúng. Đúng rồi. Đồng chí Tâm ơi. Ừ. Tuyệt quá. Lục ơi. Các đồng chí, cho chúng tôi nghi binh với kính phải phân tán khỏi đơn vị. Được. Trung liên theo tôi. Mục tiêu bên phải. Vâng. Bên phải. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Thank you.
alo. Thế nào? Alo, chưa thể hiệu chỉnh được đâu, mờ lắm, khói dày đặc không thông rõ gì cả, không nhanh được, mờ lắm, không bảo đảm an toàn đâu. Alo, sao? Các đồng chí chuẩn bị xong rồi à? Được, cờ hiện rõ là chúng tôi cho bắn ngay. Alo, alo, pháo binh đâu? Hãy đợi một phút, người chúng tôi chưa về, một phút thôi. Báo cáo, trách về bên phải, ba xe tăng đang tiến lại trên để chúng ta, bố trí chúng tăng, nhanh lên. Vâng. Thank you.
lục đâu? Đang ở ngoài kia. Thương binh chuyển xong chưa? Báo cáo đã chuyển xong. Còn tù binh? Đã gom lại. Đồng chí cho sửa lại những quãng hào mới chiếm, nối liền với trục chính của ta, rõ chưa? Rõ. Nhanh lên nhé. Báo cáo. À, Lục. Khá lắm. Ăn uống gì chưa? Ngồi xuống đây. Báo cáo. Anh cho em về. Sao lại về? Ở đây với chúng mình. Cho em về thôi. Xa đơn vị lâu quá rồi. Em... À, không sao. Mình sẽ báo cho bên đó biết. Báo cáo. Cho em về thôi. Em nhớ. Thôi cũng được. Lục. Mang về cho em gái cậu. Cô thân à? Báo lên tiểu đoàn, khen thưởng đồng chí Lục. Đó. Yeah.